Đây là chương trình phát thanh tin lành, tiếng nói của chân lý, bình an và hy vọng, nhằm mục đích giới thiệu đời sống tươi mới và phước hạnh trong Đức Chúa Giêsu, do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện hàng tuần, được phát sóng trên Radio Thời Báo và Mục vụ Sống Đạo Online. Trân trọng kính chào quý vị thính giả. Chương trình phát thanh tin lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện trân trọng kính chào quý vị thính giả và gia đình. Thưa quý vị, trong câu chuyện mở đầu hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị câu chuyện của ông Bert Jensen, người Hà Lan, người được ghép tim vào năm 1984 và cho đến hôm nay ông vẫn còn sống khỏe mạnh. Ông Bert Jensen vốn là một phi công, trước đây bị chẩn đoán là mắc bệnh về cơ tim khiến tim khó bơm máu đi khắp cơ thể. Sau khi được ghép tim và sống khỏe mạnh cho đến hôm nay, ông nói rằng ông là bằng chứng cho mọi người thấy rằng việc sống lâu sau khi được ghép tim là điều hoàn toàn có thể. Số là vào tháng 6 năm 1984, ông Bert Jensen đã trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép quả tim được một người qua đời vì tai nạn giao thông trước đó hiến tặng. Do nhà tiên phong cấy ghép nội tạng lúc ấy là bác sĩ Marty Jacob thực hiện. Ông Jensen hiện 57 tuổi, đã kết hôn, có hai con trai. Ông cho biết, tôi coi ngày đó là quan trọng hơn cả ngày sinh của tôi. Tôi chưa bao giờ được thực sự nghĩ rằng cuộc sống của mình có thể kéo dài đến hôm nay. Thế theo bác sĩ Casper Erlings, tuổi thọ trung bình của bệnh nhân tim sau khi được cấy ghép là 16 năm. Kỷ lục Guinness Thế giới đã chính thức công nhận thành tích sống 39 năm 100 ngày của Jensen sau khi được cấy ghép. Kỷ lục trước đó là 34 năm 359 ngày do Howard Sorkiscar, người Canada, thiết lập vào năm 2021. Bệnh nhân ghép tạng cần duy trì lối sống lành mạnh và năng động. Đó là những gì mà ông Bert Jensen đã làm. Bác sĩ Casper Erlings nói thêm. Thưa quý vị và các bạn, năm nay, vào thứ Sáu ngày 29 tháng 3, những người tôn thờ Đức Chúa Trời long trọng kỷ niệm sự đau đớn và sự chết của Đức Chúa Giêsu. Thánh Kinh chép rằng, vì có Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nên Ngài đã ban con một của Ngài cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian, và người nào tin nhận Ngài, thì Kinh Thánh làm chứng rằng, người ấy sẽ được thay đổi tâm tính để sống trong tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Chẳng những thế thôi, Ngài cũng ban cho người ấy sự sống của chính mình Ngài là sự sống đời đời. Và vì cớ sự yêu thương lớn dường ấy, con Đức Chúa Trời đã ban cả sự sống của Ngài cho chúng ta, thì Ngài cũng đòi hỏi chúng ta dâng sự sống của mình cho Ngài. Đức Chúa Giêsu phán rằng, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu lấy sự sống của mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Một trong những bài thánh ca truyền thống được các tín hữu Chúa Cứu Thế tôn ngợi Chúa trong ngày Good Friday có lời rằng, ta hy sinh vì con hết, huyết tuôn tim này tan tành, đem con ra từ nơi chết, chuộc tội đặng con lại sanh. Ta đã phó tánh mạng cho con rồi, phó chi cho ta, con ơi. Nơi cha ta ngự đẹp đẽ, ngôi ta sang trọng vô cùng, nhưng ta vui lòng lâm thế, đê hèn, buồn thảm hư không. Ta đã bỏ hết vì con kia rồi, bỏ chi cho ta, con ơi, thương con ta chịu đau khổ, trí con đâu kịp suy lường. Đem con lên từ âm phủ, thân này chịu bao đau thương. Ta đã gánh hết vì con kia rồi, gánh chi cho ta, con ơi. Và ta vui xa lìa thiên quốc, giáng sanh đem đầy ơn hồng. Yêu thương, tha tội, ban phước, hoàn toàn đều ban nhân không. Ta đã phó hết bữa vật cho con rồi, đem chi cho ta, con ơi. Ta hy sinh vì con hết.
Kinh Thánh Thi Thiên thứ nhất có lời chép như sau: Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống sẽ được trọn vẹn và tốt đẹp biết bao nếu được Đức Chúa Trời ban phước. Nhưng tại sao Đấng Tạo Hóa lại ngưng các phước hạnh ở các nơi trên trời mà không ban cho tạo vật Ngài dựng nên như Chúa hứa? Đức Chúa Trời phán: Chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc và khắp cả đất cùng mọi loài bò sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: Hãy sinh sản gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất. Theo Sáng Thế Ký, đoạn 1 câu 24 đến câu 27. Kinh Thánh xác quyết rằng phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Thật vậy, ai có thể làm trạng sư bênh vực cho Hitler, Pol Pot, Mao Trạch Đông để họ được kể là người đáng được Đức Chúa Trời ban phước? Vâng, họ đáng kể là những tội đồ với trời, với người. Nhưng cũng có người sống tử tế, không giết người, không phạm tội ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng dối, không lừa đảo, hiếu kính cha mẹ từ khi nhỏ mà vẫn không được Đức Chúa Trời khen tặng là người trọn vẹn, đáng được phước của cha Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán: Ngươi hãy còn thiếu một điều. Điều gì vậy? Xin thưa, đó là sự kết nối với Đức Chúa Trời là nguồn sống, nguồn phước. Đức Giê-hô-va phán: Dân ta đã phạm hai điều ác, chúng đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống, tự đào bể chứa nước, bể bị rạn nứt, không chứa nước được. Theo sách Jeremy đoạn 2 câu 13. Đời sống được kết nối với Đức Chúa Trời và lời Ngài thì chẳng khác gì suối được nối với nguồn, cây được liền với cội, và đời sống kết quả thịnh vượng là điều tất yếu như Thánh Kinh xác nhận. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa, đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Lời Chúa đem lại sự vui mừng kết quả cho người này, chừng nào thì cũng gây ra buồn rầu, lo lắng cho người kia thể ấy. Kẻ ác, tội nhân, người nhạo báng chẳng như vậy đâu, nhưng chúng khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Vì thế, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét. Tội nhân cũng không được vào hội người công chính. Vì Đức Giê-hô-va biết đường lối người công chính, nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong. Vậy hỡi linh hồn ta, vì cớ lời Chúa trình bày cách phân minh và chân thực về phước, về họa, về hư mất, về được cứu rỗi giường ấy, thì ta nào dám tiếp tục dù thêm một giờ vui sống trong đường lối của kẻ ác, của tội nhân,
với kẻ nhạo báng, hoặc thỏa lòng với cuộc sống dường như tốt đẹp mà không có Chúa, không theo lời Chúa. Tư duy sống như thế chẳng những là luống công, gieo rơm gặt rác, mà hiểm họa tiềm tàng bội phần hơn. Ấy là sẽ có một ngày ta phải đối diện với đấng toàn năng trong ngày đoán xét, bị diệt vong là điều ta khó tránh khỏi. Vậy thì từ nay chúng ta khá đọc cho nhau nghe Thi Thiên thứ nhất. Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa, đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng khác nào rơm rác, gió thổi bay đi. Vì thế kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét. Tội nhân cũng không được vào hội người công chính. Vì Đức Giê-hô-va biết đường lối người công chính, nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong. Quý thính giả vừa đón nghe tiết mục Diễn Linh. Sau đây kính mời quý vị đón nghe tiết mục Câu Chuyện Gia Đình. Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, dù đời sống nhiều khó khăn, tương lai vô định, Chúa cho chúng ta được bình an. Và câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong chủ đề Chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Và xin trình bày một đề tài quan trọng nhưng chúng ta ít nghe đến, cũng ít được học hỏi, nhất là học biết về những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh. Thưa quý vị, trong nhiều tuần qua, chúng tôi trình bày về mục đích tốt đẹp của Đức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân cho con người. Trước khi trình bày thêm về tình yêu chăn gối cho hôn nhân, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị những điều nguy hiểm liên quan đến hôn nhân gia đình đang xảy ra trong xã hội Mỹ. Trong tuần qua, Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật tên HR 8404, tên là Luật Tôn Trọng Hôn Nhân. Luật này có tên đẹp như vậy, nhưng thật ra nó không tôn trọng hôn nhân, mà trái lại hủy phá và tấn công tiêu chuẩn hôn nhân ngàn đời của con người. Tương tự như vậy, luật có tên là Bảo vệ sức khỏe phụ nữ cũng mới được chính quyền thông qua gần đây. Luật này không thực sự bảo vệ sức khỏe của phụ nữ, nhưng cho phép người phụ nữ được tự do giết chết bào thai trong bụng vô giới hạn, dù bào thai đó đã đủ ngày tháng, đã lớn mạnh, sẵn sàng chào đời. Luật bảo vệ hôn nhân cũng không bảo vệ hôn nhân, nền tảng đạo đức của xã hội con người bao nhiêu ngàn năm qua. Như mục đích của luật HR 8404 này là để hôn nhân đồng giới tính được chấp nhận, tôn trọng và bảo vệ tối đa. Điều này cho thấy chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh tiến bộ nhưng vô cùng bại hoại về đạo đức. Tuy nhiên, nguy hiểm hơn nữa là tiêu chuẩn sống tội lỗi đi ngược với luân lý này không những được bênh vực, vinh danh, nhưng những người đạo đức sống theo tiêu chuẩn hôn nhân mà Thiên Chúa đã thiết lập từ buổi ban đầu và không chấp nhận hôn nhân đồng phái tính sẽ gặp khó khăn, sẽ bị bách hại. Hơn 2.000 năm trước, sứ đồ Phaolô đã cảnh báo điều này. Ông viết, trong thời cuối cùng, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Chúa cứu thế đều sẽ bị bắt bớ. Timôthê thứ 2 chương 3 câu 12.
Cầu xin Chúa giúp chúng ta thấy rõ đâu là đạo đức, chân lý, đâu là tội lỗi và quyết tâm xây dựng hôn nhân gia đình mình theo mẫu mực Thiên Chúa đã thiết lập cho con người từ buổi tạo dựng trời đất. Qua câu chuyện gia đình kỳ trước, dựa vào lời kinh thánh dạy, chúng tôi trình bày bốn mục đích của Đức Chúa Trời khi ban cho con người hôn nhân và nhu cầu tình dục. Bốn mục đích đó là: thứ nhất, để con người sinh sản thêm nhiều, lưu truyền dòng giống và quản trị trái đất Chúa tạo dựng. Thứ hai, để ban cho loài người con cái. Con cái là cơ nghiệp và ơn phước Chúa ban. Thứ ba, tình yêu chăn gối là món quà Chúa ban cho hôn nhân để con người vui hưởng. Thứ tư, Chúa ban tình dục cho hôn nhân để nhu cầu của con người được thỏa đáp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề về gia đình với tiểu đề Mục đích hôn nhân. Trân trọng kính mời quý vị nhớ đón nghe tiếp Mục đích hôn nhân trong kỳ phát thanh tới. Thân ái xin kính chào toàn thể quý vị. Quý thính giả vừa đón nghe tiết mục câu chuyện gia đình với đề tài Mục đích hôn nhân, tài liệu của tác giả Minh Nguyên trong chương trình phát thanh tin lành tại California, Hoa Kỳ. Sau đây kính mời quý vị đón nghe tiết mục câu chuyện phúc âm. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tiết mục câu chuyện phúc âm của chương trình phát thanh tin lành. Thưa quý vị, trong kinh nghiệm đời sống hàng ngày thì việc nói ra là khó, nhưng khi chúng ta yên lặng là điều không dễ. Ấy là lý do mà người Việt Nam chúng ta cũng có câu rằng nói ra là bạc nhưng yên lặng là vàng. Con cháu của Cô Rê cũng kinh nghiệm được điều này khi họ nói trong Thi Thiên 46 câu 10 và câu 11 rằng: hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Nhân sự dạy dỗ của Thi Thiên 46 câu 10 đến câu 11, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện của vua Giô-sa-phát khi ông nghe liên minh Mô-áp, Am-môn và người Mao-ích đến tấn công ông, và ông đã yên lặng trước hoàn cảnh nhưng đã nói với Đức Chúa Trời. Rồi sau đó ông kinh nghiệm được rằng khi ông yên lặng thì ông biết rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng chiến cự cho ông. Sử ký thứ nhì đoạn 20 từ câu 1 cho đến câu 4 chép rằng: sau các việc này xảy ra, có dân Mô-áp, dân Am-môn và những người Mao-niết ở cùng họ kéo đến đặng đánh giặc với Giô-sa-phát. Bây giờ có người đến thuật cho Giô-sa-phát rằng có một đám quân rất đông từ bờ bên kia của biển, từ nước Syri mà đến hãm đánh vua. Kìa, chúng đang ở tại Hát Sát Son Thama, cũng gọi là En-gi-đi. Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Giu-đa nhóm lại đặng cầu nguyện với Đức Chúa Trời xin Ngài cứu giúp. Người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Trong lời cầu nguyện của Giô-sa-phát, có đoạn vua nói rằng: nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đang đến để hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Và liền sau đó thì Kinh Thánh cũng tiếp tục tường thuật rằng: bây giờ tại giữa hội chúng, thần Đức Giê-hô-va cảm động Yahasien, con trai của Sa-ca-ri, cháu của Bê-na-gia, chắc của Ye-hi-en, chích của Ma-tha-ni-ê, là người Lê-vi thuộc về dòng A-sáp, mà phán rằng: hỡi các người Giu-đa và dân thành Giê-ru-sa-lem, cùng vua Giô-sa-phát hãy nghe. Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi như vậy: chớ sợ, chớ kinh hãi bởi đám quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi, bèn là của Đức Chúa Trời. Trong trận giặc này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến, hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi.
Giô-sa-phát đã không làm thể theo tổ phụ ông đã làm khi họ vừa ra khỏi xứ Ai Cập, gặp đạo quân của Pharaoh rượt theo. Suốt Ai Cập ký đoạn 14 từ câu 10 chép rằng: khi Pharaoh đến gần, dân Israel ngước mắt lên thấy dân Ai Cập đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng, kêu vang Đức Giê-hô-va. Chúng lại nói cùng Môi-se rằng: xứ Ai Cập há chẳng có nơi mộ phần, nên nỗi người mới dẫn chúng tôi vào trong đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập để làm gì? Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ai Cập rằng: để mặc chúng tôi phục dịch dân Ai Cập, vì thà rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng. Môi-se đáp cùng dân sự rằng: chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người Ai Cập mà các ngươi ngó thấy hôm nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Thưa quý vị và các bạn, nhân câu chuyện người Israel đối diện với đạo quân Ai Cập và vua Giô-sa-phát đối diện với đạo quân của Ammon và Moab, chúng ta nhận ra một sự dạy dỗ thuộc linh hệ trọng rằng: khi chúng ta yên lặng với con người thì ấy là chúng ta kinh nghiệm Đức Chúa Trời là đấng ở cùng chúng ta và Đức Chúa Trời chiến cự cho chúng ta. Một trường hợp thứ hai chúng tôi muốn thưa với quý vị trong câu chuyện phúc âm hôm nay, đó là chấp sự Ê-tiên. Chấp sự Ê-tiên là một trong 7 chấp sự của hội thánh đầu tiên, được Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 6 mô tả rằng ông là người có danh tốt, được đầy dẫy thánh linh và đầy sự khôn ngoan. Ê-tiên bị bắt bớ, bị vu oan và cuối cùng là kết tội chết bởi các thầy tế lễ của Do Thái giáo. Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 7 từ câu 54 cho đến câu 60 chép rằng: chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên. Nhưng người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng kêu lớn tiếng, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài thành rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng ấy lấy áo sống mình để nơi chân của một người trẻ tuổi kia tên là Saul. Chúng đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng: lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ. Thưa quý vị và các bạn, thiết tưởng ai đọc qua câu chuyện của Ê-tiên và các thầy tế lễ cùng dân chúng thì đều tỏ ra thái độ bất bình và đặt câu hỏi rằng: tại sao người tin kính thường bị hoạn nạn? Và tại sao Ê-tiên lại không tự bên vực cho mình, còn tỏ lòng vị tha đối với những người giết mình một cách vô cớ cho đến cuối cùng? Xin thưa, bởi vì ông thấy được những điều mà những người chung quanh ông không thấy. Ê-tiên thấy rằng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở trên các tầng trời rất cao và Đức Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Còn những người khác thì họ không nói được một lời phước hạnh nào bởi vì họ không thấy gì. Lý do họ không thấy được điều gì ngoài sự nóng giận bởi vì trong lòng đầy sự căm giận rồi. Lời nói của sự căm giận là một trong những mũi tên dẫn đến con đường gọi là sát nhân. Ấy là lý do Đức Chúa Giê-xu nói rằng khi chúng ta dùng lời dữ để mắng anh em mình thì ấy là người đã tiến tới chỗ sát nhân rồi. Cơ đốc nhân được kêu gọi để trở nên con cái Đức Chúa Trời, tức là trở nên giống như hình bóng của con Ngài. Vì Đức Chúa Giê-xu, Ngài luôn luôn nêu sự tha thứ trước kẻ thù của mình, không nói những lời nặng nhọc trước những người lấy lời nặng nhọc vô cớ để ném vào tâm trí của mình. Và thời điểm cơ đốc nhân yên lặng là dịp tiện để Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài cho người ấy. Tuy nhiên, người thứ ba làm ứng nghiệm trọn vẹn lời của Thi Thiên 46 câu 10: hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời, ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất này. Ấy là Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong câu chuyện Đức Chúa Giê-xu chịu thương khó, Mác đoạn 15 từ câu 1 chép rằng: vừa lúc ban mai, các thầy tế lễ cả bàn luận với các trưởng lão, các thầy thông giáo cùng cả tòa công luận. Khi đã trói Đức Chúa Giê-xu rồi thì giải nộp cho Phi-lát.
Phi-lát hỏi Ngài rằng, ấy chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật như lời. Các thầy tế lễ cả cáo Ngài nhiều điều. Phi-lát lại tra gạn Ngài, mà rằng, ngươi chẳng đối đáp chi hết sao? Hãy coi họ cáo tội ngươi biết bao nhiêu. Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng trả lời chi nữa, đến nỗi Phi-lát lấy làm lạ. Còn trong Phúc Âm Luca đoạn 23 thì chép rằng, cả hội đồng đứng dậy điệu Ngài đến trước mặt Phi-lát. Họ bèn khởi cáo Ngài rằng, chúng tôi đã thấy người này xui dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho Caesar và xưng mình là Đấng Christ là vua. Phi-lát gặng hỏi Ngài rằng, chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật như lời. Phi-lát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng, ta không thấy người này có tội gì. Nhưng họ cố nài rằng, người này đã xúi dục dân sự, truyền giáo khắp đất Giu-đê, bắt đầu từ xứ Galilê rồi đến đây. Khi Phi-lát nghe điều đó thì hỏi rằng nếu người này thật là dân Galilê chăng? Biết Ngài thuộc quyền cai trị của vua Herod, bèn giải đến cho vua Herod. Vua ấy ở tại thành Jerusalem trong mấy ngày đó. Vua Herod thấy Đức Chúa Giê-xu thì mừng lắm, vì lâu nay vua muốn gặp Ngài, nhưng đã nghe nói về chuyện Ngài và mong xem Ngài làm phép lạ. Vậy vua hỏi Ngài nhiều câu, song Đức Chúa Giê-xu không trả lời gì hết. Tại sao Đức Chúa Giê-xu yên lặng trong thời điểm này? Phúc Âm Giăng đoạn 13 cho chúng ta một trong những câu trả lời như sau. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Vâng, Đức Chúa Giê-xu yên lặng. Thứ nhất, vì Ngài muốn tỏ cho người ta biết rằng Cha Ngài chính là Đức Chúa Trời, để danh Đức Chúa Trời được tôn cao trong các nước, tôn cao trên cả thế gian này. Và lý do thứ hai, vì cớ Ngài yêu những người thuộc về mình. Đức Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian trong vai trò một cứu Chúa như lời loan báo của thiên sứ trong đêm Ngài Giáng sinh. Điều này có nghĩa rằng Ngài đóng vai trò một chiên con làm của lễ để Đức Chúa Trời vui lòng đón tiếp một tội nhân khi muốn đến với Ngài. Và bởi lòng yêu thương lớn của Ngài cho nên cứu Chúa Giê-xu đã không chậm trễ một phút giây nào để làm xong sự cứu rỗi đối với loài người. Bởi cái ấy, Ngài không phung phí thời gian để tranh luận, để cải trả, để bên vực với những người chống đối Ngài. Bởi cái ấy, nhân sự thương khó, sự chết của Đức Chúa Giê-xu đến nỗi những kẻ thù của Ngài cũng phải nhìn nhận rằng Ngài chính là con Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô, một trong những người nhận biết và sống với lẽ thật này, khi ông nói rằng, vì cái Đấng Christ tôi đã coi mọi sự lời cho tôi như là sự lỗ, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình không phải là công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được. Và ông cũng khuyên những tín hữu tại Philip rằng, hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự đáng nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thải đều quỳ xuống và mọi lưỡi đều xưng Giê-xu Christ là Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thật vậy kính thưa quý vị và các bạn, phàm người nào muốn trở nên giống như Đấng Christ trong thái độ ứng xử với thế gian để nhận được phần thưởng quý báu hơn hết từ Đức Chúa Trời, đó là được Đức Chúa Trời tôn quý người đó và hơn thế nữa được nhận lấy phần thưởng làm sáng danh Đức Chúa Trời trên đất này và được Đấng Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Và nếu sự yên lặng của chúng ta để người ta biết Đức Chúa Trời và danh Ngài được cả sáng thì cũng làm cho lời của Chúa được ứng nghiệm rằng hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời, ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên mặt đất. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi.
Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi vậy. Cùng nhau ta vui hát mừng, ngợi khen danh Chúa Giê-xu. Cùng nhau ta vui hát mừng, ca ngợi tình yêu cao quý. Cùng dâng lên Cha ái từ, bài ca từ đáy tim con. Giờ đây con hát chúc tụng, ca ngợi Chúa thánh muôn đời. Cùng dâng tiếng ca ngợi danh thánh Ngài, cùng vang tiếng ca ngợi tình yêu Chúa. Cùng dâng tiếng ca ngợi quyền năng Ngài, Ngài là Chúa chí cao. Cùng nhau ta vui hát mừng, ngợi ca danh Chúa không thôi. Nguyện dâng lên Cha tấm lòng, dâng trọn đời con cho Chúa. Đời con xin dâng hiến Ngài, truyền giao tình Chúa Giê-xu. Tạ ơn yêu thương của Ngài, ca ngợi Chúa thánh muôn đời. Chúa Trời quyền năng Ngài tỏ muôn nơi, trời xanh non cao biển rộng, tay Ngài truyền ban sức sống. Ngợi khen danh Chúa Giê-xu, tình Ngài còn đến muôn thu. Ngài vui mang hết lỗi tội, trên thập giá huyết tuôn tràn. Dâng tiếng ca ngợi danh thánh Ngài, cùng vang tiếng ca ngợi tình yêu Chúa. Cùng dâng tiếng ca ngợi quyền năng Ngài, Ngài là Chúa chí cao. Cùng nhau ta vui hát mừng, ngợi ca danh Chúa không thôi. Nguyện dâng lên Cha tấm lòng, dâng trọn đời con cho Chúa. Đời con xin dâng hiến Ngài, truyền giao tình Chúa Giê-xu. Tạ ơn yêu thương của Ngài, ca ngợi Chúa thánh muôn đời. Tạ ơn yêu thương của Ngài, ca ngợi Chúa thánh. Quý thính giả vừa đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện. Và chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh tuần tới. Trân trọng kính chào.